trả các bản kinh xe bằng cách 24 giờ. BMW S1000RR giữ dằn trong bộ cánh nghệ thuật đường phố. Dưới cái nhìn mới về diện mạo mới của siêu phẩm đến từ Đức đã được các tay độ người Thái lột xác một cách ngoạn mục, đã gây ấn tượng rất mạnh cho người xem. Sau khi BMW S1000RR đã được khoác cho mình bộ cánh mới rất nổi bật và độc đáo, mang phong cách nghệ thuật đường phố, bên cạnh đó được nâng cấp hàng tá đồ chơi hàng hiệu, làm cho chiếc xe trở nên cực kỳ đẳng cấp và hoàn hảo hơn rất nhiều. BMW S1000RR độ ấn tượng của biker người Thái, khoác lên bộ diện mạo hoàn toàn mới, thật là nổi bật và ấn tượng với quả tiết với bộ cánh tem đấu mang phong cách graffiti đường phố. Bộ cánh ngoài bộ cánh ra, chiếc xe còn được nâng cấp một loạt đồ chơi với các chi tiết như trang bị bộ kính chắn gió thương hiệu Maricon Racing, cụm tay thắng Rainbow Bidic hàng hiệu, bên cạnh đó là gù bảo vệ tay thắng Latex, nâng cấp thêm cái hệ thống mạnh mẽ và quy lực, cũng như đem lại sự ổn định thẩm mỹ chiếc xe với cây bồ Fetus Full Titanium. Cụm phanh trước của chiếc xe nguyên bản được trang bị thêm cái Rainbow, nhưng cái bản độ này đã được nâng cấp thành heo Rainbow M4 cao cấp hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.